Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lỡ nha các bạn. Hiện nay là nói về tập xác định hàm số lượng giác bằng máy tính Casio. Thì các bạn hãy chuẩn bị giúp lỡ một cái máy tính Casio nha các bạn. Thì các bạn nhớ những bước sau đây. Bước 1, bấm cái đề. Được chưa? Bước 2, các bạn chọn K của mình bằng 1 nè, sau đó bằng 2 nè, bằng 3 nè, bằng 4, vân vân và vân vân. Rồi các bạn bấm giải nếu báo lỗi nha, do tập xác định là khác nè, các bạn nhìn không ạ, khác mà do mình bấm với giá trị đó báo lỗi là mình nhận hình dung không ạ? Mình nhận. Sau đó bước 3 các bạn so sánh cái số giữa hay là số giữa K và B. Ví dụ số giữa K và B, ví dụ như cái thằng này đây, K nè, B nè, giữa nó là số 1, đây K và B giữa nó là số 2, thì thằng nào nhỏ thì nhận hoặc là lấy. Được chưa ạ? Rồi bắt đầu các bạn chuẩn bị một máy tính nha. Bắt đầu mình chuẩn bị máy tính nè. Rồi, chuẩn bị máy tính nha các bạn. Rồi, mình bấm cái bài số 2 nha các bạn. Mình bấm bài số 2 thì mình bắt đầu mình bấm nè. Chuẩn bị máy tính nè. Để mình mở cái màn hình lên để cho các bạn thấy nè. Đây, chuẩn bị máy tính nè. Được chưa? Đó, chuẩn bị cái máy tính. Rồi, các bạn bấm y chang cái đề nè. Các bạn bấm nè. Thì các bạn nhớ giúp lỡ nha. Nhớ giúp lỡ nè. Thì đối với những cái chữ màu đỏ nè, ví dụ như chữ X màu đỏ thì các bạn bấm phím này. Được chưa? Còn mấy cái chữ màu vàng nè, các bạn bấm phím shift. Được chưa? Rồi, phân số nè, bấm bài số 2 các bạn, bấm phân số nè, được chưa? Rồi, nhưng các bạn nhớ nè, ở đây những kinh nghiệm của mình, bi này là ở chế độ radian nên các bạn phải chuyển vào chế độ radian trước nha. Các bạn bấm nè chuyển vào chế độ radian nè, các bạn bấm shift mode, được chưa? Rồi các bạn kiếm cái chữ radian, đây radian nè, là số 4, bấm số 4 để chuyển qua chế độ radian trước. 4. Rồi, nó sẽ hiện cái chữ gì trên đây nè. Đó, là thấy chưa? Đó. Hiện gì chữ trên đây đó. Rồi, khi đã vào chế độ radian rồi các bạn mới giải nha. Bấm nè. Phân số nè. Rồi bấm 1 - 3 có x. 1 - 3 có x. Chữ trắng thì không cần bấm phím gì nữa, bấm phím đó thôi. Đó. X alpha x à. Đóng ngoặc. Được chưa? Rồi bấm mũi tên xuống. Được chưa? Bấm sin x sin alpha x đóng ngoặc. Rồi, các bạn bấm con. Sau đó nó kêu là x chấm hỏi, là các bạn điền những cái giá trị của đáp án A, B, C, D vào. Thì mình chọn K. Bước 2 là mình chọn K bằng 1 trước nha. Đây nè, K bằng 1. Chọn K bằng 1. Rồi các bạn chọn K bằng 1 thì cái đáp án A của mình chọn K bằng 1 thì đáp án A là x bằng b chia 2 cộng b, vậy là 3b chia 2. Bấm 3b chia 2 vào, 3 shift b chia 2 bằng ra bao nhiêu ạ? Ra -1 thì các bạn loại đi, vậy đáp án A loại. Tiếp tục các bạn làm đáp án B, K bằng 1 vậy là 2b, bấm con 2b, 2 shift b bằng. Báo lỗi đúng không ạ? Báo lỗi thì đáp án B có khả năng
đúng. Tiếp tục đáp án C, K, K bằng 1 thì là bí chí chi 2. Bí xếp bí chi 2. Xin lỗi, sai các bạn, sửa lại. Tấm con xếp bí chia 2 bằng. Nó ra 1 đúng không ạ? Loại tiếp tục đáp án D cũng vậy, các bạn cũng bấm tương tự. Nếu đáp án D đúng thì các bạn hãy nhìn vào cái số giữa cái hàng K với hàng B thì cái số nào nhỏ thì các bạn nhận nha các bạn. Đó là cách giải của Lợi nha. Còn bạn nào có các giải mới thì các bạn comment ở phía dưới giúp Lợi. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.